Hello là ok, chào mừng tất cả các em fan đã quay lại với kênh của chú chó hai chân Xuân Xí Sọn. Còn mấy bạn đâu? Có bạn đây. Thì cả nhà, nãy giờ anh Sen đã lục tung hết tất cả đồ đạc ở trong nhà ra của anh Sen ra để tìm một con mèo. À quên, để tìm một con chuột cả nhà. Sao? Xuân nói với tất cả em fan đi, con chuột nó làm cái gì quần áo của Xuân không? Đúng rồi, nó cắn rách hết, cắn rách hết đồ đạc. Rồi nó còn làm gì nữa? Làm gì nữa? Nó cắn cái sách vở. Rồi làm gì nữa? Nó ăn vụn đồ ăn của Su Bông. Trời ơi, con mèo, con chuột này ghê thiệt cả nhà. Nó tuy là chút xíu siêu thôi, nhưng mà nó đã làm đảo lộn hết hết gia đình Su Sọn lên. Bây giờ việc mình cần làm là gì? Chi tìm con chuột. Mà cả nhà ơi, có một điều rất là kỳ lạ. Bình thường á là em mèo sẽ đi bắt chuột đúng không? Nhưng mà đây không cả nhà. Em mèo mà mỉm á đi ngủ, không bắt chuột, để cho con chuột nó lộng hành như vậy. Thì bây giờ anh em mình đã phải tìm ra con chuột, xong rồi lên xử em Miu. Ok không? Xu nói là tha cho em Miu đi. Trời ơi, giải mà còn thương em Miu nữa. Đây cả nhà, bây giờ em Bông sẽ chỗ ta đi tìm con chuột đó cho anh xem coi. Bông, tìm con chuột cho anh. Con chuột đó đâu? Đây cả nhà, đi đi anh đi. Đây cả nhà. Bông ơi. Đây. Đây cả nhà. Đó đó, cả nhà thấy không? Đâu rồi? Đâu rồi? Đây cả nhà. Đây Bông ơi. Đâu vậy? Thấy Bông ở trong đó không? Con chuột đâu? Tìm con chuột nhanh. Đó cả nhà, em Bông đang cố gắng đi tìm con chuột đó. Đâu rồi con chuột? Đâu rồi? Con chuột nó ở đây nè. Bông ơi, con chuột ở đây Bông. Con chuột nó ở trong đây nè cả nhà. Bông ơi. Bông ơi. Bông. Bông ơi ra đây. Bông, đây này Bông, con chuột trong đây nè. Đúng rồi, đó, đúng rồi, tìm con chuột cho anh. Đó cả nhà, em Bông biết con chuột nằm trong đây nên em Bông đang đi tìm đó, Su cũng biết đó cả nhà. Cả nhà thấy không, Su Bông ngửi ngửi như vậy đó là Su Bông biết đó. Còn em Bông cũng biết luôn. Con chuột đâu? À, tìm con chuột cho anh. Thì đây cả nhà, đây xin cho cả nhà coi nè. Đây con chuột nó cắn quần áo của Su Bông cỡ này nè cả nhà. Từ từ, biết rồi. Đây. Đây. Cả nhà coi nè. Đây. Con chuột nó cắn đồ rách luôn nè. Đó. Nó cắn rách hết quần áo của Su Bông luôn. Đó, là cái bộ đây là bộ đồ múa lân mà nó cắn rách vậy đó. Rồi, treo lại. Đây nữa cả nhà. Đây anh xin cho cả nhà coi. Còn đây là bộ của Bông. Đây. Nó cắn rách hai bên luôn nè cả nhà. Xẻ nó luôn nè, cắn rách nó luôn nè. Đó thấy chưa? Bông ơi, con chuột đâu đi tìm nhanh. Nó ở đâu? Đây cả nhà. Còn ngồi ra đồ ăn nè cả nhà. Anh Sen á bới cho Su Bông hai cái chén thiệt đại luôn. Mà con chuột nó vô nó ăn hết. Mỗi chén một nửa luôn nè. Đó. Được rồi, bây giờ phải đi tìm con chuột. Con chuột ở đâu Bông? Bông ở đâu? Ở đâu? Ở đâu bước lên? Chỗ nào? Bông. Con chuột ở đâu vậy? Bông ơi. Đó cả nhà, em Bông biết con chuột ở đâu, em Bông tìm á cả nhà. Tuy nhiên á là do địa hình ở trong đây nó khá là chật hẹp. Vì vậy á là em Bông không thể chui vô để bắt được. Xu, con chuột đó Xu. Bắt chuột nhanh. Chỗ nào? Ở đâu? Chỗ nào? Chỗ nào? Con chuột đâu? Đây, con chuột ở đây. Không đi bắt chuột mà leo lên đây nằm. Cả nhà không đi bắt chuột. Đen đánh đòn, quấn một cây. Không sao. Thôi bây giờ cả nhà, anh Sen nghĩ tinh thần á là em Miu nè, quên em Bông á, với em Su là hai em cuốn không cũng em hai em cuốn thì làm sao mà bắt được chuột được, phải lôi em Miu xuống. Có em Miu thì mới bắt được. Đi ra. Đi lên tìm em Miu nha. Miu. Con Miu đâu rồi cả nhà? Bây giờ anh Sen phải chi tìm ra con Miu. Con Miu ở đâu? Con Miu đâu? Con Miu đâu? Con Miu rồi. Con Miu đâu? Bây giờ phải tìm ra con Miu, xử con Miu chặn cả nhà. Chứ bây giờ tình hình là con Miu nó núp. Nó đâu rồi? Nó có trong này đâu? Nó đâu rồi? Nó trên phòng á. Đi lên chứ. Con Miu đâu? Đây. Đây nè, lên đây. Miu đây nè. Đâu? Sâu. Ba con Miu đâu? Bước lên. Bước lên. Đi.
Còn Miu đâu? Cho anh tìm con Miu nhanh. Ra đây cả nhà, đi theo em xem. Trên đây hả? Trên đây cả nhà. Đây, Miu đâu? Mày đừng nói là trên đây nha. Mày tao thấy nó xuống rồi mà. Miu! Miu! Nó rất là xuống rồi. Miu! Không biết đâu. Nghe nói Bông, nghe nói tình hình là anh Sen đã kiểm tra phòng kho, phòng của chị Hiền anh Sen và sân thượng, nhưng vẫn chưa tìm ra được. Bây giờ theo Su là em đi trốn ở đâu? Phòng kho. Còn Bông ở đâu? Bông ở đâu? Phòng kho. Rồi đi xuống cả nhà, dưới phòng kho cả nhà, đi xuống tiếp tục. Điện đi. Con Miu đâu? Đợi xe, để đi luôn đây nè. Cái gì hả? Rồi, qua đi, là Thái. Thấy nó chưa? Nó ở trong quốc mọi người. Nó ở trong quốc nè. Nó nè. Em yêu khôn quá mọi người. Em yêu không muốn đi bắt chuột á, cho nên em yêu núp lại trong góc nó. Bây giờ làm sao mà lấy ra? Đi ra. Con Su bao ra. Su đi ra. Su. Su ơi đi ra đây. Em mập quá, em chua đây làm gì? Su. Nó mập nó kẹt ở trong đây rồi mọi người. Su ơi. Đi chua ra. Đi luôn ra. Đi ra rồi. Mày ra ngồi hết để cho con Miu ra. Con bông nữa. Mày hết con Su nữa con bông. Đi chua ra. Con bông đi ra ngoài. Đi ra ngoài nha. Đi ra. Để anh. Thành là anh Sen đã tìm ra được em Miu mà mỉm rồi cả nha. Bây giờ anh Sen sẽ hỏi tội em Miu nè. Miu, em biết hôm nay là tại sao lên tìm Miu không? Biết tại sao không Miu? Không. Anh hỏi nè. Rồi, tại sao em là mèo em phải đi bắt chuột chứ? Sao em để cho những cái em chuột đó cắn đồ của Su Bông? Miu nói là Miu không biết. Tại sao lại không biết? Hả? Em là em út, em chỉ có nhiệm vụ bắt chuột thôi. Mà sao em không bắt chuột? Em xin lỗi. Bây giờ anh nói nè. Bây giờ anh kể tình trạng là bây giờ con chuột đó nó lộng hành quá. Nó phá hết toàn bộ quần áo của chị Su với chị Bom rồi. Ngoài ra nó còn ăn hết đồ ăn luôn. Bây giờ anh nhờ Miu một việc. Miu xuống dưới đó, Miu bắt con chuột đó cho anh được không? Dạ được. Được rồi. Nếu mà Miu làm được thì tất cả các em fan sẽ thương Miu trở lại, được không? Được. Được rồi. Dạ là tất cả mọi người tin tưởng Miu được đúng không? Dạ được. Rồi. Su không? Nếu mà Miu bắt được thì Su có thương Miu lại không? Có. Tỏ lên. Tỏ lên. Có. Tỏ lên. Tỏ lên. Tỏ thương lại không? Đó. Ok, vậy thì bây giờ cả nhà anh Sen sẽ đem Miu xuống để cho em Miu bắt chuột nha cả nhà. Ngồi đó, nằm im đây, được chưa? Đợi nó ra.
chụp nó, cắn nó, bắt lại cho anh, ok không? Ok, rồi, còn su với ông không được quấy rầy em yêu làm nhiệm vụ, được chưa? Rồi, đó đồ ăn đó, anh bây giờ cả nhà anh sẽ để đặt bẫy ở đây nha cả nhà. Chắc chắn á, con chuột đó nó thấy đồ ăn á, nó sẽ chạy ra thôi. Và khi nó chạy ra thì em yêu sẽ nhảy vô chụp nó, được chưa? Rồi, nhiệm vụ của Miu là ngồi đây, cắn con chuột cho anh, con chuột nó trong đây nè. Rồi, ngồi đây, ngồi im đó. Còn con su bông thì đi ra ngoài đây. Trong đây là hai đứa bay đi leo hết, hai đứa giờ hết đi chơi đây. Cái gì vậy? Ngồi xuống. Canh Miu. Có bao ngồi đó. Ngồi. Ừ, ba đứa ngồi đây canh con chuột cho anh, được chưa? Đứa này bắt con chuột, anh thưởng cho một cái đùi gà. Còn Miu bắt chuột, anh thưởng cho 20 con cá. Rồi, làm nhiệm vụ đây. Bông đánh của Miu.